Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, thi hành các luật nêu trên theo thẩm quyền và trách nhiệm, hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Quá trình xây dựng, ban hành cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành có liên quan để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật. Được biết, các văn bản quy định chi tiết thi hành có ý nghĩa quan trọng khi tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kịp thời triển khai ngay sau khi các luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, các tổ chức tín dụng được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm.